Vâng, sau đây em chào tất cả các bác nhé. Em quay chi tiết con bao cũng đến từ Mỹ của một hãng AB International Series là 1650, cái model nó là 1650 nha. Về thiết kế của dòng Mỹ rất đơn giản nha bác. Đây là hai volume tinh chỉnh. Con bao này vừa về sáng ngày 10 tháng 5 2020 với tình trạng là rất là xuất sắc nha. Sau đây em mời các bác xem bên trong. Phía trước đây là hai cái quạt tản nhiệt. Công suất con này là 1200W nha. Đấy, rất là đơn giản thôi nhưng mà bên trong rất là tuyệt vời. Nó chạy sò Motorola nha các bác, 12 con. Đây, ở đây cái tản nhiệt của sò. Ở đây là đường ra loa. Cắm bắp chuối hoặc là chúng ta cắm mỏ chim chúng ta dẫn ra. 1200W nha các bác, điện 120V. Đây là đường tín hiệu vào, đường bóng sen và đường canon. Đường bóng sen á. Hôm nay em sẽ khui sản phẩm này ra để các bác cùng xem. Vâng, và đây là bên trong của con bao. Thì video trước em đã quay một đoạn rồi nhưng mà hơi sơ sài, thì em quay lại làm video riêng để các bác cùng xem cho rõ. Nó sở hữu là tăng phô xuyến nha, tăng phô xuyến. Phía ngoài được bọc một lớp giấy màu đỏ chống nhiễu, tránh hiện tượng nhiễu điện. Đấy, tất cả dây điện đồ dây Mỹ rất là to nha. Và đây là hai tụ nguồn rất là to, 20.000 mi và 80V, hai tụ lớn. Và em nó sở hữu là 12 con sò Motorola dòng lớn nha, dòng của mã là 9544 và 9532, một ấy là mỗi series là 6 con. Và đây em quay chi tiết các mặt cho các bác cùng xem nha, có thấy được cái độ đẹp và đường dây đi của sản phẩm còn nguyên vẹn nguyên bản hết. Đây là bốn con sò Toshiba xanh đen, hai xanh hai đen. Đây là hai con những con sò sò thúc, sò để hỗ trợ khi các bác đánh lo lớn không. Đây là 12 sò này em mà đẹp này. Motorola nha các bác, Motorola. Con sò này cho chất âm rất là mạnh mỹ và tiếng nó rất là dày, bass sâu. Nó đặc trưng những dòng bắt men Mỹ, nó thường chạy sò Motorola hoặc là những sò RCA hoặc là sò vương miện của Philips vân vân. Và phía trong đây là phần nhận tín hiệu nha bác, nhận tín hiệu để đưa qua cái đưa qua mạch này. Phần này đưa qua phần công suất trộn âm thanh. Đấy. Đưa tiếng sò sò đẩy ra âm thanh vào loa. Đấy. Thì bốn con này thì có biết rồi, nó bù áp đây. Bốn con này là công suất đẩy ra mỗi hai con này là 200W rồi. Hai con 200W. Cứ khi nào mà nó các bác chơi, nếu mà hai cái con này chơi hai cặp full 30 hoặc là một cặp full 40. Nếu các bác cho chơi cặp full 40 thì kéo thêm một cặp nữa thì bốn con này nó sẽ hoạt động, nó bù áp vào. Tăng lên 200 công suất nữa. Sò Toshiba xanh đen là hai con bốn con bù áp này, cực kỳ khủng luôn, rất là đẹp nha. Một cái con đẩy một của Mỹ rất nòi, điện 120V. Bác nào có nhu cầu về con này thì alo, những sản phẩm này là thuộc phần hàng hiếm nha. Đấy, rất là đẹp, xuất sắc luôn và cực kỳ là nặng nha. Tại vì tăng vô xiến này, tăng vô xiến này cho điện nó chuẩn, cực kỳ chuẩn, ổn định. Rồi bác nào có nhu cầu về con bao này thì alo cho em, về nghe nhạc vừa karaoke, đánh với những cặp loa bô bên kia ô đia tông sạc quinh với những cặp loa có công suất lớn như dòng BMB 2000 2000 SE vân vân.